Hello everyone, xin chào tất cả mọi người, các quý vị khán giả, các bạn thân mến. Hiện bây giờ mình đang đứng tại ngã tư Phan Thiết Giáp, ngay bên hông chợ An Bình, cách đường Phùng Hưng 50m. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một ngôi nhà rất là đẹp, ngang 7m x 20m. Thì ai đang xem kênh của mình hãy đăng ký kênh và hãy comment phía dưới, mình sẽ gửi hết thông tin. Ở đây là vị trí ấp 8 xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Mình đang đứng trên mặt đường vào sĩ quan Tăng Thiết Giáp. Vâng, mình đang đứng ở ngã ba đây. Đây mình quay vô cái ngôi nhà mình sẽ giới thiệu cho các bạn và chúng ta sẽ tiến vô nhé. Đúng ngôi nhà này. Ngay kia 3 chiếc xe máy và chúng ta sẽ xem ngôi nhà này ra sao, pháp lý như thế nào. Các anh chị nhá, đây là đường thông thương ra sao chợ luôn. Đường thông thương nha các mọi người. Mỗi vị một trí như này nó rất là đẹp. Mình sẽ quay cho tất cả mọi người cùng xem. Đây. Hai cổng là một nhà. Thấy chưa? Các anh chị nhìn thấy chưa? Đây thì bây giờ mình bắt đầu quay cho các bạn nha. Mình đang đứng ở dưới bếp. Mình sẽ quay lên từng phòng một cho các quý vị xem. Đây là nhà bếp. Và mình nói thêm là bồn nước là 1.500 lít và có năng lượng mặt trời. Ngôi nhà này là có bề ngang là 9m8, hậu là 7m1 và có một không gian bên ngoài là rất là rộng rãi, có ta chúng ta có thể làm tiệc để bên hông nhà. Và bây giờ chúng ta sẽ xem đây là phòng ngủ, rất là sạch sẽ, thoáng đãng, cao ráo. Và chúng ta tiến lên phòng khách. Thì phòng khách thì chúng ta nhìn nè, cửa mình cũng nói luôn, những cái cánh cửa này nó bằng gỗ lim, trần thạch cao. Đây là cửa trước nha các bạn. Tí thì mình sẽ quay từ góc cạnh cánh cửa cho các bạn xem. Đó, nhìn rất là sắc nét. Khóa thì bằng đồng. Ở dưới chân tường là những gạch men cao cấp để cho nó đỡ bị dơ. Nào, bây giờ mình lại tiến vô từ phòng khách, tiến vô ra phía sau. Trước khi ra phía sau thì mình cũng quay bên hông này, là quay cho các bạn xem là bên này là bên hông nhà còn chừa 4m để nhiều chiếc xe máy và ô tô. Đây, mình quay cho các bạn xem. Phía sau là có giếng trời. Mình quay cảnh bên ngoài này, các bạn nhìn xem này. Đó. Và để được 3 chiếc xe ô tô nối đuôi nhau. Và tiện được một cái, nếu như nhà có tiệc thì ở chỗ này chúng ta cũng đặt được 3 bàn nha các bạn nhá. 3 bàn tiệc. Đây là cánh cổng bên hông, cổng để đưa xe vô nhà. Thiết kế rất là gọn gàng, ngăn nắp, thoáng đãng nha các anh chị. Đó, đây là cổng phụ và đây là cổng chính. Mình đang quay cho tất cả mọi người trên kênh BDS, cho quý khán giả cùng xem. Và ai đang xem kênh BDS Cẩm Mỹ 1 thì hãy cho mình một like. Và những người mới mà mới biết kênh của mình thì hãy đăng ký kênh để nhận thêm những video kế tiếp. Đây, mình ra ngoài mình quay cho tất cả mọi người xem nha. Đây là khu cán bộ an ninh rất là cao cấp. Đường đi vào Tăng Thiết Giáp, cách đường Tăng Thiết Giáp là 50m, ra tới đầu đường Phùng Hưng là 100m. Một khu dân cư của hai xã, xã An Phước và xã Tam Phước, rất là lớn. Với vị trí ngôi nhà này là vị trí ngay sau chợ An Bình, ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Và mình quay cái cổng chính, cái cửa cổng này các bạn xem này. Đây nha, ổ khóa thì mình sẽ nói về giá luôn. Ở đây là với giá bán là 1.970.000. Chỉ vô là ở thôi. Với giá bán mình nói lại nha, giá bán là 1.970.000. Và buông sổ. Đó, các anh chị nắm rõ không ạ? Ngang 9m8, phía sau là 7m1 nha các anh chị nha. Và cũng cảm ơn tất cả mọi người đã xem qua video kênh BDS Cẩm Mỹ 1. Mình cũng chúc cho tất cả mọi người được an lành và hạnh phúc. Và mọi thông tin xin liên hệ 0982 68 7668. Xin chân thành cảm ơn.
Và tí nữa mình sẽ ra ngoài, mình quay từ vị trí nhà này ra ngoài chợ, sau chợ và ra đường Phùng Hưng, một trung tâm dân cư đông nhất, cho các quý vị và các bạn cùng xem nhé. Và bây giờ chúng ta bắt đầu lên đường. Let's go. Ở đây là rất là an ninh, rất là cấp cao. Toàn là cán bộ thôi, con quả tướng không à mọi người ơi. Đây, mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Đây nhà con này là chơi ở cung tướng đấy. Đây, chưa? Mọi người nhìn thấy chưa? Rất là dân cư đông đúc, trẻ em thơ ngây, vui chơi giải trí ngay khu vực chợ An Bình. Đây. Nếu mà chúng ta đi, em, nếu mà chúng ta rẽ ở đây là rẽ trái, ý là mình sẽ cho các bạn xem là mình ra thẳng nhé. Và đây là sau chợ An Bình. Sau chợ An Bình nha, con đường này rất là lớn, con đường này tới 10 mét cơ. Và bây giờ mình sẽ đi ra đường Tăng Thích Giác, khu vực an ninh cấp cao. Ở đây toàn những người có chức quyền không ạ? À? Đây là con của thủ tướng đây. Mọi vấn đề thông tin liên hệ thì cứ liên hệ trực tiếp với anh 6 tỷ chuyên mua bán ký gửi nhà đất 0982687668. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Đây là con đường vào Tăng Thiết Giáp. Và đây là khu dân cư cán bộ trực cấp. Mình sẽ quay ra chợ cho các bạn cùng xem nha. Các đoạn chợ này bao xa? Chỉ có cách 50 mét thôi. Đây là con đường vào nhà nè. Các bạn nhìn kỹ nha, vào nhà đó. Bây giờ mình đi ra chợ nè. Đây. Khu dân cư cực lớn của hai xã Tam Phước và An Phước. Và ngôi nhà đó này vị trí là ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai nha mọi người. Đây ra đây là ngã tư chợ, đây là nhà hàng Mai Lan. Một khu vực rất là sầm uất, dân cư rất lớn, một khu vực phát triển cực mạnh. Ở phía đây là ngã tư Tăng Thiết Giác nha mọi người. Bên kia đường chúng ta là phường Tam Phước. Đây là con đường này là gọi là đường Phùng Hưng. Thấy chưa? Các anh chị nhìn thấy chưa? Một chợ này rất là lớn nha các mọi người. Chợ này cực kỳ lớn rồi. Còn các phường, xã, Tam Phước và Tam Phước. Và bây giờ chúng ta đã quay ngược vô ngôi nhà vừa rồi chúng ta vừa xem qua. Khu vực này là khu vực dành cho cán bộ ở, rất là an ninh, an ninh cực cao. Đây bây giờ chúng ta lại vào ngôi nhà đó đây nè. À, thấy chưa? Đứng chưa anh Tín? Rồi, đứng chưa? Mọi người nhìn thấy chưa? Mình đã bao quanh qua khu vực để cho các bạn cùng nhìn thấy. Và chúc cho các bạn một ngày mới an khang, luôn luôn được may mắn. Và mình cũng xin tạm dừng video này.